các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp làm món thịt rim trứng cút. Món này ăn với cơm và các loại rau rất là ngon. Các bạn cùng mình làm nhé. Gia vị cho cái món thịt rim trứng cút của mình gồm có muối, đường, bột ngọt, một chai nước có ga, dầu ăn, nước mắm và thêm một ít tiêu. Một ít ớt, hành, tỏi mình đã băm nhuyễn, hành lá mình cắt để mình nêm đó các bạn, và lát ớt nữa. Hôm nay mình chọn khoảng 500 g thịt nạc dăm, cái loại thịt mà nó có mỡ thì ăn nó sẽ mềm và ngon hơn đó các bạn. Và chuẩn bị thêm khoảng 20 trứng cút để mình kho chung. Thịt mua về các bạn sẽ rửa qua nước muối, sau đó mình sẽ để cho nó ráo nước. Mình dùng một cái chày mình giã cho nó hơi mềm ra. Mình giã như thế này giúp cho thịt của mình nó dễ thấm gia vị hơn và khi các bạn làm nó sẽ mềm và ngon hơn. Mình sẽ cho vào trong thịt một ít muối, tầm một muỗng cà phê đó các bạn. Một phần hai muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm, thêm một ít tiêu, tỏi, ớt, hành tím mà mình sẽ cho vào một phân nửa để mình ướp. Phân nửa còn lại thì các bạn sẽ để một lát nữa mình phi cho nó thơm lên. Mình sẽ sử dụng bao tay để trộn lên cho nó dễ thấm. Sau khi trộn xong các bạn sẽ ướp tầm khoảng 30 phút cho nó thấm cái phần gia vị vào trong thịt của mình. Trứng cút mà các bạn luộc mình sẽ sử dụng đũa mình khuấy nhẹ để cho cái lòng đỏ nó vào trong, lúc mình lột thì nó dễ hơn. Mình cho vào trong chảo tầm 2 muỗng canh dầu ăn, các bạn cho thêm 1 muỗng canh đường vào để mình thắng nước màu mình kho thịt. Khi đường của mình đã chuyển sang cái màu cánh gián rồi thì các bạn sẽ cho hành, tỏi, ớt mình đã băm nhuyễn vào. Các bạn phi cho nó thơm lên. Lúc này thì các bạn sẽ cho thịt vào và mình trở đều để cho nó thấm cái màu hơn. Các bạn nhớ lật ra từng miếng để thịt của mình nó được thấm và nó được đẹp hơn. Khi thịt của mình nó đã được thấm đều gia vị rồi, các bạn sẽ cho một lượng nước ngọt có ga vào. Các bạn có thể sử dụng bất cứ cái loại nước ngọt nào mà mình có. Mình chỉ cần cho nước xâm xấp mặt thịt là đủ rồi các bạn. Để thịt của mình nó nhanh mềm hơn thì các bạn nên đậy nắp lại và mình rim ở lửa trung bình cho cái phần nước nó cạn lại tầm khoảng 25 đến 30 phút đó các bạn. Mình cho hết cái phần nước vào mình rim chung luôn nha. Các bạn nhớ rim ở lửa trung bình và vừa để cái miếng thịt của mình nó không có bị cháy khét.
Thịt của mình rim đã được 25 phút hơn rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần trứng cút vào, mình rim chung khoảng 5 phút nữa. Các bạn sẽ cho ớt và hành ngò tiêu vào cho nó thơm. Sau khi cho ớt, hành, ngò thì món thịt kho của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích món ăn do mình làm. Nếu thấy thích thì bạn hãy ấn like và đăng ký để nhận được những món ăn mới nhất từ mình. Bây giờ mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.